mặn theo mùa á, cũng như tới mùa nào thì mình mặn theo mùa nấy. Quanh năm suốt tháng đâu có ở không đâu đúng không? Cũng như biết mặn cũng như cái này là biết không có ở không. Hả? Xót xa từng kỷ niệm đầy quê, lòng mình buổi sáng sao không mặn người ơi, chánh nước con đầy em đâu rồi, ngăn cách phương trời đường chi chúng ta lẽ nào khôi phai. Ông dạ, để cho bà con này đi xong rồi. Được chưa? Như vậy là khoảng 30 phút thì các cô chú cũng như là chính quyền địa phương đã hỗ trợ cho Bùi Hồ phát 80 phần quà từ bạn Hằng ở Mỹ hỗ trợ đó. Một lần nữa thì Bùi Hồ chân thành cảm ơn tất cả các cô chú, quý anh chị, quý mạnh thường quân, quý nhà hảo tâm, và đặc biệt ngày hôm nay chân thành cảm ơn bạn Hằng rất là nhiều, và mong rằng á bạn sẽ sớm vượt qua những cái khó khăn nhất vào thời điểm này. Dạ, Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại huyện Thanh Bình của tỉnh Đồng Tháp. Và như cô bác quý anh chị thấy đó, Bùi Hồ đang bước đi trên một cái gành đó cô bác quý anh chị. Và hai bên là hai cái luống trồng gãy ha. Và chắc có lẽ là xem qua màn ảnh á, rất là nhiều cái lá như thế này, thì cô bác quý anh chị không biết là có biết được cây đây là cây dây leo của cây gì hay không. Cô bác quý anh chị nếu như mà chưa quen là nghề gãy á, nhìn cái lá này chắc không biết đâu, nhưng mà nhìn cái trái này biết liền nè. Đó, đây là cái trái đậu, mà gọi là đậu que ha. Cái đậu que này xào ăn cũng ngon, xào chay cũng được, và xào với lại thịt bò hay thịt heo cũng được, cũng ngon lắm. Xào với tàu hũ cũng được luôn. Thì đậu này thì ăn rất là nhiều chất dinh dưỡng, và đậu này thì có giá trị hơn so với đậu đũa cái cọng dài dài của bác anh chị. Cái hoa của đậu que một màu tím rất là đẹp ha. Ngày hôm nay thì Bùi Hồ đến đây không phải là chia sẻ với cô bác anh chị về một cái dây đậu que như thế này, mà thật ra là ngà trong thời gian qua thì Bùi Hồ cũng bận bịu với cái công việc là hỗ trợ các nhà cho mấy hoàn cảnh khi mà được mạnh thường quân hỗ trợ đó, thì Bùi Hồ cũng bận bịu chạy tới chạy lui thôi. Ngày hôm nay thì quay trở lại thăm Út Nhất để xem tình hình của Út Nhất ở thời điểm hiện tại như thế nào, rồi có chăm lo làm ăn hay không, và cuộc sống của Út Nhất có đỡ hơn phần nào không. Và đó là cũng là lời yêu cầu của rất là nhiều cô bác quý anh chị cũng như quý mạnh thường quân, hỏi sao Bùi Hồ không quay lại thăm Út Nhất thì ngày nay trở về đây ra một cái đám gãy đầu que như thế này để mà thăm Út Nhất với cô bác quý anh chị, và cũng như là cập nhật cuộc sống của Út Nhất ở thời điểm hiện tại cho cô bác quý anh chị biết luôn. Ra vườn đậu que này cũng dễ thương nữa, quay luôn cho xem. Út Nhất ơi, bước ở trong cái clip đậu que này cũng mát lắm. Và Út Nhất nói á, này là hái đậu que này theo tiếng, và theo sự chia sẻ của chú Dương á, thì mùa này đậu que cũng đậu trái cũng được mùa, và giá thì nó có dao động là 8-90 ngàn vậy á, nói chung là cũng ổn á. Làm gãy thì cứ theo luân canh liên liên tục, à có nghĩa là mùa này tháng này trồng đậu que, tháng sau trồng dưa, hoặc là trồng ớt, hoặc là trồng cải cải sậy. Đây, cái dây đậu que này phải bắt lên một cái dây leo như thế này nè, làm vàng cực lắm luôn. Dạ chào chị. Ổn nhất đâu vậy? Ở trốn em hay vậy? Chắc đây là hệ thống tưới nước tự động á, anh là nữ là tưới mới xuể. Cô bác anh chị ở dưới này ở trên những cái mương liếp như thế này nè. Dạ 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 sáu ở những cái mương liếp như thế này á, là sạch như thế này là phải làm cỏ liên tục á. Ơi đi từ ngoài kia ra đây. Con mới qua hả Hồ? Dạ qua sớm giờ rồi, sớm giờ được 3 phút rồi. Hái đậu que bẻ đậu que nay vô mùa không nhất? Cái này cũng như vô mùa đậu đó, rồi cái mình bẻ đậu. Mùa ớt là mùa khác đúng không? Mùa ớt cũng cái mùa này đó, mà điều quan như người ta mới có trồng chưa có thu hoạch được đó Hồ. Dạ có nghĩa là đến mùa nào thì mình làm theo cái những cái chủ đám gãy, ví dụ như người ta trồng ớt thì mình hái ớt mùa cỏ dăm cỏ, hoặc là làm cải, hoặc là làm hành. Cũng như là mình mặn theo ở đây cũng như mình mặn theo mùa á, cũng như tới mùa nào thì mình mặn theo mùa nấy. Quanh năm suốt tháng đâu có ở không đâu đúng không? Cũng như biết mặn cũng như cái này là biết không có không, cũng như mặn ít nhiều thì cũng có mặn lai gai hoài.
Ngày được 138.000 đúng không? Ngày được 140. À 140. Ngày mình được 140 vậy đó. 138 là của chị Hương ở dưới kia. Ờ. Biết là hơn 2.000. Ờ, cũng biết hơn 2.000. Sáng nay ăn gì đi làm? Hồi sáng á, ông biết mua bún riêu á. Ừ. Gửi cái ông anh đó, ông ra cái ông đi bún riêu cho mình ăn rồi bẻ luôn. Vậy hả? Hết nhiêu tiền? 15.000. Còn lại 125. Còn 125. Chiều nay uống ly trà đường nữa. Đậu que mùa này chắc có giá không nhất ha? Chú cũng rẻ, có nghe nói có 9.000 ký. Lái lại nó căng có 9.000. Mỗi một người như thế là thái một ngày vậy là nếu như trái nó nhiều là khoảng bao nhiêu ký? Cũng như mình bẻ giờ mình thảy vô bao vậy đó. Rồi cái ra cái chủ người ta lựa cái đậu nguyên đó. Rồi cái người ta đưa cho lái mình cũng không có hỏi nữa. Ông nhất là hái tính tiếng chứ đâu hái tính ký hả? Không, mình hái cái này là mình bẻ ăn tiếng chứ ăn không giờ. Có ăn giờ như mình đủ 4 tiếng mình nghỉ. Hồi sáng giờ hái cũng được gần 3 tiếng rồi đúng không? Ờ, hồi sáng giờ ông nhất cũng 9 giờ, cái này cũng 9 giờ, 9 giờ mấy á. Tại vì sợ hái tính tiếng là ông nhất bứt từng cái bông của người ta là sao? Thì bởi vậy, người ta cũng biết không. Đây là cô bác anh chị, đây là những cái trái đậu que nhỏ nhỏ, dễ thương lắm. À, có trái đậu que bự này là trái này hái được chú nhất như trái này nè. Cái trái này chưa, cũng như là cái nó còn nhỏ. Sao nhìn biết cái trái nào nó hái được? Được, cũng như cái trái mà cũng như thấy cái trái mà nè như gì nè, cái trái đậu nó suông như gì nè, đó là người ta lái nó chịu. Ừ, thẳng vậy ha. Ờ, nó thẳng. Còn cái trái đó mà nó cong cong vậy. Còn gì là như nó còn đang lớn nữa. À, nó chỉ thẳng vậy là lái nó mới thích thôi. Ờ, lái nó mới thích chứ con bẻ bự quá cái hộp nẩu hộp bự quá nó lái nó chơi. Đúng rồi, đầu em cái hộp to quá cái hộp to quá không? Là lái nó không có ra nhà lấy. Cái này hình như là trồng khoảng 45 ngày là có trái rồi. Ờ, cái này nè, hầu nhất trồng về là bốn mấy ngày là ơi nhất mà thu hoạch bẻ luôn tới giờ nè. Mà làm gãy sướng lắm. Sướng là gì nè, có tiền ra vô hoài à. Mà công thì cũng cực lắm. Tốn tiền 9.000 mà hái tốn tiền công rồi tiền chăm sóc rồi nhiều quá. Nên thành nữ là mặc dù là tiền ra vô nhiều nhưng mà nếu như mà trúng thì lời còn họ nhiều, còn không trúng thì coi như là lỗ luôn á. Đúng không chứ? À, cái này cũng như là nếu mà hả cưng ấy là lỗ tiền văn công rồi lỗ tiền phân phiếu này kia tùm lum. Cây cấu cưng cắm này kia vậy đó. Đúng rồi, mấy cái cây này là cây tràm này là mình phải mua nè. Mua mình cắm cây mướn người ta cắm nữa. Ờ. Mướn người ta phải gieo cái dây này xuống nữa. Đúng không? Đúng rồi, như mướn cái mới thì cũng như mướn không á. À. Đậu que mới hái xuống này ăn giòn lắm. Thường là mọi người xào á. Đúng không chứ? Ờ, cái này người ta xào người ta. Còn bây giờ bùi hồ cắn sống nữa nha. Hết sợi sâu rồi đúng không? Hết, thằng này đâu có đừng ông nghĩ sệt rồi. Lúc này đâu có xịt sọt nữa. Mới hái xuống ăn giòn lắm. Ừ, rất là ngọt luôn. À. Ai mà không nghe cái mùi hắc nhĩ á mà ăn không quen á là ăn không được đâu không nhất. Ờ, nhưng không nghĩ người ta ăn không được. Hồi nãy có nhiều người ăn không được. Cái này cũng như là chỉ là xào thôi. Ha. Cái này chỉ là mình xào mỡ với mình luộc này kia thôi. Ít ai ăn sống lắm. Ờ, ít có ai ăn sống. Không ngày cuộc sống gia đình của mình sao rồi, thông báo cho cô bác của chị biết rồi. Ờ, cuộc sống giờ nó khỏe nhiều rồi cơ. Vậy hả? Ờ, nó khỏe cấp 10 lần như hồi xưa. Ừ. Ngày xưa là khỏe có một lần thôi. Ờ, ngày xưa cũng như mình cực khổ đó. Giờ nào ngay cũng như giờ khi có nhà cửa trên kia cái mình khỏe đó. Dạ. Giờ mình không có gầu lo, không có nghĩ được, giờ khỏe rồi. Ừ. Ngày xưa là mệt. Ừ, ngày xưa nào ngay nó hơi đừ. Ừ, giờ nằm ngay cũng như mằng này kia phải cũng nó cũng còn cái thinh. Cái này nhìn đẹp trai quá trời mà. Nhìn tóc rồi găng rồi gương mặt hồng hào lên nữa. Nên nhìn đẹp quá trời đẹp luôn. Con người ta mà không có lo nghĩ nhiều thành thử nước da nó cũng ờ tại lúc đó luôn. cũng như cái mằng rồi cái gầu lo điện kia đó. Thì nó ngay nó xuống rồi giờ nó ngay nó phải á. Rồi cái nó cũng hay cũng nhờ cũng như cũng không biết cũng nhờ như mấy anh mấy chị mạnh thường quân đó hầu rồi cũng nhờ cưng này kia cũng giờ nó cũng khỏe nhiều cuộc sống nó cũng vô nếp à. Ờ nó vô rồi cái nó khỏe giờ nào ngay Út biết màng cũng dư. Anh Tú thì anh tự mò ốc được, anh Cường thì cũng có cô bác anh chị cũng thương cũng thương rồi cũng ông cụ thì đó. Cũng có con nuôi là chị Mai Trần cũng thương rồi Út Nhất thì bây giờ đi làm ngày nào mà rồi tích góp để dành mua vàng ngày đó thôi chứ bây giờ cũng khổ lắm. Bây giờ chỉ để dành mua vàng, mua kim cương rồi để dành thôi.
Ra coi. Hả? Mà anh nói đúng không? Đúng, cân đối thì cũng đúng. Ừ. Không ngày vàng lên giá mua được mấy chỉ rồi. Chưa quá rồi chưa. Đợi khi nào nó rẻ rẻ hả? Nãy tháng Út Nhất mua được chỉ là được rồi. Ờ thì cả Út Nhất cũng nói ra kệ cũng như ả dành dụp. Ở 5 phân chứ. Tháng 5 phân à. Tháng 5 phân là được rồi. Tại vì vàng bây giờ 60 mấy ngàn. Ừ. 60 mấy ngàn một cây. Ừ. 70 đi. Thì tháng Út Nhất làm được 3,5 triệu. À, để dành 3,5 triệu. 3,5 triệu đó, để đó. À. 55 phân thì được chứ ăn cây không được. Chỉ không được. Ờ. 5 phân thôi. 5 phân thôi. Rồi mai mốt lại cho mấy cái hộ khổ khổ mượn. À, thì ai chỗ nào ấy thì ai đưa thì lòi ra. Ờ, ai đưa thì lòi ra. Chứ giờ làm sao giờ? Đúng rồi. Giúp qua giúp lại. Chứ biết nói sao giờ. À, đúng rồi. Chỉ có tấm lòng thôi. À. Cái này mà mưa á thì hái cực hơn. À, mưa cái clip này á nó sẽ dính nước. Nó nước không mà dưới hai đứa này nó ngứa nè. Ừ. Cái này vậy. nó có lông á. Ờ, ngứa dữ lắm. Về cái mình phải ái mới được chứ cái này nó ngứa dữ dằn lắm. Ờ. Nó ngứa như là cọng lúa vậy ha. Ờ, như ba cái phắn nè, cái nó mình bẻ cái đó cái nó rớt vô mình đó. Mặc dù bẻ rất là kỹ Út Nhất, tuy nhiên thì nó vẫn còn sót lại những cái trái á. Trái nó già, cái hộp nó to. Ừ. Lý do là nó nằm nùi nùi ở trong cái này nè. Nên thành thử là nó nằm trong cái cục. Mình phải kiếm kỹ lắm. Cái trái đậu que này ăn cũng ngon ngon lắm. Này ăn với lại bún cá là cũng tuyệt vời á. Ờ, cái này cũng như người ta làm, mình nấu bún cá rồi bỏ vô mình ăn cũng ngon nữa nè. Cái này làm cho ngọt nước luôn Út Nhất. Ờ, cái này cái trái đậu thì nước nó ngọt nè. Cái xào mỡ, xào dầu đằng kia ngon. Cái này mà mình nấu với lại thịt heo mà mình nấu củ cải trắng, củ cải đỏ rồi cũng ngon lắm nha. Ừ. Mình bỏ vô thấy nó ngọt nước cũng ngon lắm. Mỗi một vùng miền thì mỗi một tỉnh thì ăn khác nhau. Nên là nữ đôi khi vừa hồi chia sẻ cái món ăn á, cô bác anh chị sẽ thấy lạ. Tuy nhiên á thì ăn qua nhiều năm rồi, nhiều ngày rồi, thành thử là ở quê thì nó cũng quen, nên thành thử có những cái món á vừa hồi đi những cái tỉnh khác á là mấy tỉnh khác không biết luôn. Không ngày là lâu lắm về mới thăm Út Nhất nè. Ờ, con quá lâu rồi, cũng 3-4 tháng rồi thấy con cũng đi hoài. Đúng rồi. Út Nhất nói như Bùi Hồ đi như ngựa á. Quá thế, đi sao mà quá thế, cái này còn hơn đi xí ngựa. Đi sao mà giờ nước đi đâu nước sáng tới đó hết. Nước sáng là cái gì? Như đi nước đi tới đâu nước tạt tới đó hết. Cái gì ghê vậy? Ờ, kiểu như đi quá đi đó, nước nó tạt lên bờ. Ờ, càng đi càng đen. Ờ. Mà không thâu Út Nhất buồn không? Hả? Không thâu buồn không? Nào ngay cũng buồn, vắng anh em thì nào ngay cũng buồn thiệt. Thật ra công việc của Bùi Hồ là lao động tự do. À, bởi vì nhưng mà đôi khi nó cũng có nhiều cái áp lực lắm. Áp lực vô hình nó kinh khủng hơn là áp lực hữu hình nữa. Thành nữa rất mong cô bác anh chị thông cảm ha. Tại vì lâu lâu thì cũng ghé lại thăm. Chứ bây giờ Út Nhất cũng cuộc sống ổn định rồi. Thành thử là Bùi Hồ muốn cho Út Nhất trở lại cái cuộc sống hàng nhật. Cuộc sống hàng ngày á. Cho nó bình dị. Tại Út Nhất không phải là idol, cũng không phải là người gì quá nổi tiếng, mà chỉ là một nhân vật mà được tất cả các cô chú anh chị quý mạnh thường quân giúp đỡ. Mình đưa lên mạng nhiều quá thì nó cũng không hay. Lâu lâu cập nhật lại Út Nhất. Đi làm giết mà muốn tụt quần luôn, mà bây giờ lại có tiền, không giống như ngày xưa nữa. Anh Hữu cũng vui. Sao cười? Cái sao mặn ra quá ghét cái quần nó lỏng không phải nữa tuột. À, bữa nào thay dây lung quần. Thay dây lung quần mới được. Nhưng mặn quá nó giãn á. Với lại những cái bộ đồ á, thành thử là khi mà cái gót chân Út Nhất á không có mang dép rồi cái dính đất á dính nước á, thành thử là mặc lâu ngày nữa không Nhất ha. À. Thành thử là cứ làm cái quên lo cho bản thân của mình. Nghe ông Nhất chia sẻ lại là bây giờ cuộc sống ổn định rồi, đỡ hơn 10 lần hồi trước rồi. À, mọi người ai cũng thấy cũng thương. Ừ, không biết giờ nó khỏe nhiều rồi cơ. Như là giờ không có còn gầu lo nữa. Nhờ chị là bây giờ đi mặn nhiều thì cha con ăn nhiều. Cha thì có chị mới nuôi rồi, ổng khỏe rồi.
Giờ còn của mình út dứt chỉ với thằng Tú là rồi à. Tháo khẩu trang xuống đi cho đẹp. Bây giờ nói chung là cuộc sống mình cũng im mà. À cuộc sống út dứt khỏe rồi cơ. À nói chuyện với Bùi Hồ nãy giờ ông chủ buồn lắm. ông dễ gì. Ông dễ. Ờ ông không có như người ta, kiểu như mình mằn, kiểu như máu quen đó rồi ông không có nghĩ ba chuyện đó. Nói chơi với ông Nhất á, cho biết tính của ông Nhất nên thành thử ông mấy ông chủ cũng cứ kêu hoài. Nhằm khi lâu lâu nói chuyện khoảng 5-10 phút thì nó cũng không sao. Người ta cũng biết mình làm cái thà mình làm không có người ta quan sát nhưng mà mình làm nhiệt tình. À, đỡ lúc nói chuyện người ta cũng cảm thấy vui. Đúng rồi, người ta không có nghĩ tới chuyện Út Dứt gì đó. Người ta mằng, người ta giao cho Út Dứt mằng không à. Ừ. Ừ, người ta không nghĩ mấy cái chuyện mà Út Dứt hơn thua. Và ngày này qua thăm Út Dứt để vài ngày nữa đi miền Bắc rồi. Ờ, Cưng đi ra ngoài làm, ủa đi ngoài quay ha. Dạ. Ờ, gần Tết là Cưng đi giúp cho những cái hoàn cảnh khác đi. Ừ. Rồi bây giờ trồng găng đẹp rồi, đẹp trai rồi, da thì mơn mởn rồi, sắp thành ca sĩ rồi. Ra coi. Thì đâu ngay nhờ bù găng nó cũng đỡ đỡ một chút. Đỡ đỡ gì, đẹp trai hơn 90% chứ đỡ đỡ gì. Vậy chủa, mua lần xong rồi nó nhìn không ra. Ừ. Dạ đỡ. Nói chung có được bộ găng thì cũng cảm ơn chị Quỳnh ở Sài Gòn. Đúng rồi, với công nghiệp chị Quỳnh quá lâu rồi. Ừ. Thôi thì chắc có lẽ là hát tặng miếng đi. Ai, ai ông chủ la cậy ổng thì ông la la cậy ổng chứ giờ này giờ trưa còn gì nữa. Đó, muốn hát bài gì hát đi cho lựa chọn á. Xót xa từng kỷ niệm đầy quê, lòng mình buổi sáng sao không mặt người ơi. Chánh nước con đây em đâu rồi, ngăn cách vương trời. Đừng chi chúng ta lẽ nào khôi khoai. Xe đưa em về ngỡ ngàng, xe đòn nát tan đời lòng viên mang. Gục tôi đau thương đồng anh đêm trường, đời không yêu đương chỉ còn cũng buồn nào nùng. Đớn đau từng kỷ niệm đầy vơi, trời đầy hai đứa ôm cánh biệt hai nơi. Lau mắt rồi thôi xin gian cười lòng vui lòng người. Hẹn lại kiếp sau, hẹn lại yêu nhau. Bye bye. Quá hay. Quá hay luôn. Đó, đó là thay là cảm ơn đến cô bác quý anh chị Mạnh Thường Quân ha. Ngày hôm nay thì hơi cũng đầy. Hồi sáng ăn được tô bún riêu. Giờ này hát cũng hay. Thôi chắc có lẽ là em quay Út Nhất xong thì em sẽ phát quà cho những cái hộ hoàn cảnh khó khăn được bạn Hằng hỗ trợ. Hỗ trợ cho những cái hoàn cảnh khó khăn á. Chiều ngày hôm nay thì chắc có lẽ là Út Nhất sẽ nói lời nào rồi gửi đến tất cả các cô chú quý anh chị Mạnh Thường Quân ha. Đã từng ủng hộ mình và hôm nay gặp gỡ lại mình trên cái kênh của em. Út Nhất cũng cảm ơn như mấy chị, mấy cô, mấy anh, mấy chú Mạnh Thường Quân với trong nước, ngoài nước cũng như ủng hộ cái kênh của Bùi Hồ. Út Nhất cũng cảm ơn rất là nhiều. Là với cảm ơn cũng như Tết cho mấy anh, mấy chị Mạnh Thường Quân vui vẻ trong cái Tết năm nay rất là vui vẻ. Út Nhất cũng cảm ơn Mạnh Thường Quân rất nhiều. Rồi, cũng chân thành cảm ơn Út Nhất rất là nhiều. Và chúc Út Nhất cùng với gia đình cũng như là ông cụ luôn có cuộc sống sung túc, rồi đầm ấm. Và thậm chí là làm ăn càng ngày càng phát tài, sức khỏe thì luôn dồi dào và giữ mãi cái hình ảnh là một người Út Nhất dễ thương, lam lũ, cần cù với những ngày lao động chân tay mà nó mộc mạc mà lại dễ thương như thế này. Và Bùi Hồ cũng sẽ thường xuyên trở lại thăm như những cái hoàn cảnh khác mà lâu lâu thì lại thăm một lần để cho cô bác quý anh chị biết sau khi mà những trường hợp, những nhân vật mình giúp đỡ thì đến ở thời điểm hiện tại như thế nào. Còn bây giờ thì chắc có lẽ là mời cô bác quý anh chị cùng Bùi Hồ để mà đi gặp gỡ những cái hoàn cảnh khó khăn sẽ phát cho 80 hộ khó khăn
từ sự hỗ trợ ở bàn hàng ở Mỹ với chi phí là 1.000 đô. Hẹn mời cô bác anh chị. Rồi bye bye. Ừ, cũng cảm ơn. Chúng ta thì đang có truyền thống là cội nguồn tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, chi ngọt sẽ bồi đồng cam cộng khổ. Có thể nói Tết Nguyên Đán là một dịp Tết được chờ đón nhất trong năm. Người người nhà nhà tất bật sắm sửa và trang trí đón Tết, tiện với những gia đình hoàn cảnh khó khăn vất vả. Trong số những gia đình đang ngồi đây thì có rất nhiều người đã nỗ lực vươn lên số phận. Và để chia sẻ phần nào những khó khăn, ngày hôm nay thì lãnh đạo địa phương cùng quý mạnh thường quân đã đóng góp những phần quà dành cho các gia đình nghèo, cận nghèo, nhằm để động viên và giúp đỡ phần nào vơi đi khó khăn vất vả. Đó cũng là lý do của buổi trao quà hôm nay. Ngô Thành Sâu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Bình. Bà Đồng Thị Thu Tư, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Tân Bình. Của 80 bà con nhân dân trong xã nhà một lần nữa đề nghị chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh chung. Tiếp tục chương trình thì xin trân trọng kính mời anh Bùi Hồ, đại diện kênh YouTuber sẽ có đôi lời thay quý mạnh thường quân là vô hàng ở Mỹ đã đồng tài trợ cho cái chương trình cho bà hôm nay, có đôi lời phát biểu. Xin trân trọng kính mời anh. Dạ, con xin chào ông bà cô chú có mặt trong hội trường ngày hôm nay. Con là tên là Bùi Văn Hồ và làm kênh YouTube là Bùi Hồ TV. Thì cũng được sự kết nối chung tay của tất cả các cô chú quý mạnh thường quân á, thì trong một tháng thì hai lần con đã có mặt trong hội trường này. Lần vừa rồi thì những cái phần quà yêu thương từ ông Duyệt và bà Hiền ở tiểu bang Texas của Mỹ hỗ trợ cho các cô chú là bà những cái hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, hộ cận nghèo. Và ngày hôm nay thì con xin thay mặt cho bạn hàng cũng sống ở Mỹ có những cái phần quà yêu thương gửi đến tất cả các ông bà cô chú những hoàn cảnh khó khăn với tổng cộng là 80 phần, thì trong đó gồm có gạo 10 kg gạo với lại một thùng mì và nước tương, nước mắm. Cũng nhân những ngày cận Tết rồi thì con mong những cái phần quà này thì nó không có lớn lắm, tuy nhiên nó sẽ giúp cho ông bà cô chú và những hoàn cảnh khó khăn san sẻ được một phần nào trong cuộc sống. Và đặc biệt là cái truyền thống của người Việt Nam của mình là thương yêu đoàn kết, đùm bọc lẫn nhau. Con có mặt ngày hôm nay thì xin chân thành cảm ơn chú Sông, Phó Chủ tịch xã Tân Bình, cũng như là bạn Tư ở xã đã tạo điều kiện cho con có mặt ngày hôm nay để kết nối được với cô chú để mà gửi những cái phần quà yêu thương này. Một lần nữa thì cũng nhân những ngày Tết Nguyên Đán sắp đến, con xin gửi lời chúc sức khỏe đến ông bà cô chú một sức khỏe dồi dào, an lạc. Cảm ơn rất nhiều. Trước tiên thì cũng thay mặt ủy ban chính quyền địa phương thì cũng xin cảm ơn chỗ Bùi Hồ, là cũng là đây là chỗ Hồ, đây là một cái điểm cầu làm trung gian đó để liên hệ các mạnh thường quân. Bên cạnh đó thì hôm nay thì chỗ chị Hằng ở Mỹ cũng có làm cái cầu nối qua chỗ Bùi Hồ, là có trao tặng là 80 phần quà để cho cái đơn vị xã Tân Bình chúng ta, nhằm cho cái các đối tượng. Thì vừa rồi thì chỗ Việt chứ cô Hiền thì cũng có tài trợ đối với lúc trước thì 74 phần. Bên cạnh đó thì cũng có trao cho đối tượng hộ nghèo, cận nghèo. Thì đến thời điểm này thì địa phương cũng có lựa chọn không cho trùng, ví dụ người nào nhận được rồi thì tới người khác đó, mình tránh trường hợp một người nhận hai lần ba lần mà người khác không có. Thì ở địa phương thì rất quan tâm vấn đề này, cũng có chỉ đạo để các ấp rà soát lại những cái trường hợp nào chưa nhận thì chúng ta tiếp tục nhận đó. Thì tới thì nói chung năm nay thì đến thời điểm này theo cái lịch về ngày dương đó thì chúng ta đã hết năm rồi, qua năm 2024. Đó thì bên cạnh đó thì về âm á, thì chúng ta đến thời điểm này thì hôm nay là ngày 24. Đó, 24 âm lịch. Và còn năm 23. Đó thì cũng sắp hết Tết về cái Tết Nguyên Đán rồi. Đó
đó thì chắc cũng có đôi lời thì trước tiên thì chỗ cũng thay mặt địa phương là chúc chỗ Bùi Hồ, gia đình Bùi Hồ chứ cũng có gửi lời đến thăm chỗ chị Hằng đó, lại chúc sức khỏe thì Tết sắp tới rồi cũng chúc cho quý đại biểu, quý bà con có cái chuẩn bị đón mùa xuân an lành và hạnh phúc. Mình lần lượt ha, vậy bên tay trái của con lần lượt 10 người đi vòng qua đây vòng co đủ số lượng là 10 người, vậy bên đây hết, vậy bên đây xong rồi tới chỉ bên đây tiếp tục rồi tới chỉ đó. Cô nhận giùm thì cô giữ lại một phiếu, còn một phiếu dạ cô gửi dạ. Dạ con đứng đây được. Dạ. Dạ mời đại diện đại trợ. Rồi. Về luôn nha. Về luôn dạ. Xong. Dạ dạ. Mà chúc mừng để cho bà con này đi xong rồi cô chú hãy lên. 4 5. Đây chúc. Đây ngay đây. Rồi ngay đây. Dạ. Rồi em thu phiếu. Nãy hỏi nhà. Ờ cụ để ở nhà đi. Đi không được thì khám nhận dùm được. Ơi. Để già lớn tuổi đi có căn nữa. Rồi. Rồi, chúc cô sức khỏe. Mà nổi không? Được rồi, cảm ơn. Dạ. Đó luôn đi chị. Rồi. 2 3 4 5 6 cấp này mới biết mặt ra bụi hậu cái mặt ngoài á. Dạ. Dạ. 8 rồi. Ừ, nãy bước lên đi rồi, đúng không? Giống bụi hậu phải. Dạ. 9 10 rồi. Dạ. Xếp vô. Bây giờ xếp vô ha. Coi đứng đây nè ha. Đây, 4, 5, bà. Đây, bà. Đấu chưa? Xích qua đây đi bà. Xích qua bên yeah, đây. Đây luôn. Đấu chưa? Đấu chưa? Đấu mời. Rồi, ông đi vô chậm đi. Dạ. Rồi, mình nhận qua rồi ha. Đây. Dạ, gọn. Nè, có nổi không? Nổi không biết nữa. Đây con ghim cho. Rồi con để đây nha. Dạ. Dạ. Em về anh liệu. Dạ. Một bịch nữa đúng không? Rồi xích qua cô. Đây này. Cô đứng đây này. Đây. Dạ. Đây chỗ. Rồi đây qua đây. Rồi còn một cô nữa. Chú nữa. Dạ. 8. Dạ được không? Nhận về ha. Rồi được không chứ. Dạ. Nói không? Lại xuống. Nè, đưa tay xuống.
Món quà thì không có gì. Quà lách cho nó. Đây, chịu mẹ này. Gìn gìn con dao qua đó cho mình. Qua đó đây nè. Nhìn nó lên. Ở đây là xa hơn. Còn hả? Đúng rồi. Đúng rồi, bà trở lại đây. À, chút xíu đặt sau đi các bạn. Ai cũng có phần hết, có thiếu là có phần. Dạ rồi. Rồi. Nói không? Rồi. Cho tôi đứng cuối bị tôi cái ruột tôi không dám nằm. Dạ 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 dạ. Vô vô đi. Đủ chưa? Vô một bà nữa. Bà nữa tới tôi đi. Dạ. Đó đổi lại người ta. Đổi lại người ta qua thằng đó. Hai nữ lên, hai nữ lên nữa. Hai nữ. Dạ. Cho bạn này chụp hình cái tôi xíu hình. Đây nè, đây nè. Ôm giùm bông gạo để dưới mắt đi, lát tôi rau chở vô. Đây ngon luôn đây, cho. Rồi con để đây nha. Ra ngoài rồi tôi chở vô. Không luôn. Dạ. Rồi hôm nay em có cái lượng vừa rồi lấy phiếu. Đủ chưa? Hai bịch nước mắm rồi nhận giờ chút dạ. Còn 5 người. Vậy là
khoảng 30 phút thì các cô chú cũng như là chính quyền địa phương đã hỗ trợ cho Bùi Hồ phát 80 phần quà từ bạn Hằng ở Mỹ hỗ trợ đó. Một lần nữa thì Bùi Hồ chân thành cảm ơn tất cả các cô chú, quý anh chị, quý mạnh thường quân, quý nhà hảo tâm, và đặc biệt ngày hôm nay chân thành cảm ơn bạn Hằng rất là nhiều, và mong rằng đó bạn sẽ sớm vượt qua những cái khó khăn nhất vào thời điểm này để mà trở lại một cái cuộc sống hàng ngày. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác anh chị ở video clip sau ha.